các bạn ơi, chào tất cả các bạn nha. Thì sao biết bao nhiêu ngày mà mình không có đăng clip lên đó, thì hôm nay mình đã rảnh lại các bạn. Bữa nay mình có thể bắt đầu làm video lại rồi. Thì hôm nay là trời thì có thể là chút xíu nữa mới có gió các bạn ơi. Còn con diều thì mình đã làm trước rồi. Thì cũng như mấy con diều trước thôi. Hôm nay mình sẽ làm con diều sáo nghe các bạn. Nhưng mà đặc biệt con diều sáo hôm nay mình sẽ không làm đuôi giá nữa, nhưng mà mình sẽ làm cái đuôi cá cho nó nè. Bạn thấy không? Với lại mình sẽ gắn cho nó thêm một cái bộ phận để phát ra cái âm thanh. Đó là cái này mình gọi nó là lá dăng nha các bạn. Mình gọi nó là lá dăng đi. Nhưng mà cái dây này thì mình dùng bằng cái dây trong cái bao gạo nha. Mình đã thử cái tiếng của nó rồi, nghe rất là hay các bạn ơi. Còn về cái phần mà làm diều sáo này thì mình đã làm rất là nhiều rồi. Mình cũng có chia sẻ cách làm cho các bạn rồi. Các bạn có thể lên kênh để xem lại nha. Mấy cái lần trước á, mình làm diều sáo mà bằng cái đuôi hình hai cái giá trò hai bên đó thì nó bay rất là tốt luôn nha các bạn. Còn hôm nay thì mình sẽ làm cái đuôi cá này, cũng chưa biết như thế nào nữa. Nhưng mà trước tiên để thả con diều này á, thì mình sẽ quơ con diều cho các bạn nghe thử cái tiếng của nó nha. Tại mình sợ chút xíu nữa xả lên cao cái mất tiêu không nghe tiếng được nữa. Giống như lần trước mình có làm lần rồi, lần trước thì mình làm hơi nhỏ hơn nha các bạn. Đó thì nói chung là con diều này thì cũng có một cách làm thôi. Mình làm mình cũng dốc nang rồi mình cân nang đồ này kia thôi nha. Đó cũng đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay thử cái này nha. Chị Dung quay hay mình quay đây? Anh quay đi anh. Em thấy anh quay hay quá à. Rồi cho anh nghe thử tiếng nha. Đó. Bạn nghe tiếng chưa? Ôi eo ôi. Nói chung là cái phần tiếng thì ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên kia mình thả diều lên nha các bạn. Chị Dung đứng đây quay nha, ngoài kia còn nắng quá. Đây, bây giờ các bạn sẽ theo dõi coi con diều mình nó bay được không nha. Diều lên thì hơi nghiêng nhưng mà tiếng kêu lại nhỏ. Không có gió kìa. Rồi. Mát lên trên cành cao. Bây giờ mình sẽ kéo cái con diều của mình xuống xong rồi mình đợi mình chỉnh cho nó cái phần nghiêng á, mình kéo dây nó qua chút xíu rồi đợi có gió mình thả lại nha các bạn. Khó chịu nha. Đây con diều của anh đi đây. Lên đúng không anh? Mà lúc lên gió nó nghiêng ta. Chắc có thể là do nó mang cái sáo hả anh? Ừ. Mang cái lá dăng. Anh đi anh nói đi đá diều mà anh ngồi đây anh trốn ăn dưa gan này các bạn ơi. Ở đâu ở đây có dưa gan ăn vậy anh? Có. Cũng bảy nè, anh cầm nhóc chân rồi trái nhóc chân thấy không? Ủa. Trái nhỏ nhỏ không vậy mà chín hả anh? Nè, nhìn nè. Ờ, còn đây nè. Trốn đâu mà trốn, anh chừa em nè. Nãy giờ ngồi đây đợi gió để thả con diều này nè, nhưng mà chưa có gió thì ngồi ăn dưa gan chứ làm gì giờ? Hồi chưa cãi em không, em kêu làm diều giái thì không chịu, làm diều cánh đuôi cá đồ. Trời ơi, lẽ giờ làm diều đuôi giái hoài. Hồi nãy lúc đẳng thì nó lên được một chút rồi. Mà ở đây thì chưa được. Ừ. Rồi bây giờ anh ngồi đợi gió vậy đó hả? Để ăn hết trái dưa gan về.
Bữa nay anh nghi chắc không có gió quá anh. Rồi giờ tính làm sao anh ngồi đây ăn vô gan hoài vậy anh? Thì anh nói rồi mà, anh tính ăn xong là anh xách nhiều về luôn, ngày mai anh ra anh thả tiếp. Nói chung là hồi nãy lúc mà bị nghiêng á thì anh chỉnh rồi, xong mà anh kéo thêm một lần nữa thấy dẻo lên thẳng rồi là xong một cái pha đó là hết gió tới giờ luôn. Ủa em ăn không vậy? Không ăn, anh ăn luôn à? Anh ăn giùm em luôn đi, thấy trái bự quá thôi cho anh ăn luôn đi. Bên chỗ đống gom bị mấy đứa nhỏ nó chiếm luôn rồi các bạn ơi. Mấy đứa nhỏ nó chịu lại, trời đông quá bên đó ồn quá, thôi mình đi về bên chỗ mình văn võng nè, rồi mình ngồi luôn luôn. Con diều của mình thì nó bay được chứ không phải không luôn nha các bạn. Nó hơi nghiêng nhưng mà mình đã canh lại rồi. Và xui cái là mình sau khi mình canh xong thì hết gió. Còn về cái phần mà lá văng mà cái bao này thì mình biết chắc chắn luôn, ngày mai nếu mà gió lớn nó sẽ kêu rất là lớn luôn các bạn. Tại vì hồi chiều này là gió nhỏ, nhưng mà khoảng chừng 20 mấy mét dây mà mình kéo lên là mình đứng ở đây mình nghe rất là rõ, rất là lớn luôn các bạn. Đó thì nếu mà gió lớn là mình chắc chắn con diều này nó sẽ kêu rất là lớn luôn á. Nó có thể là nó kêu hay luôn á các bạn. Bữa giờ mình có nhiều việc đó các bạn, cho nên là mình làm clip rất là ít luôn. Một tuần mình làm được có 2-3 clip à. Cho nên là hiện tại thì cái đề xuất kênh mình nó đang rất là giảm rất là mạnh luôn các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình hy vọng bạn nào xem clip mình thì nhớ bấm like, bấm đăng ký cho mình nha, giúp mình chia sẻ với, để kênh mình sớm có lại đề xuất nha các bạn. Chứ hiện tại thì bây giờ kênh mình hầu như đề xuất mất hết rồi các bạn ơi, do là mấy ngày nay mình bận nhiều việc. Bắt đầu từ bây giờ thì mình đã bắt đầu rảnh rỗi rồi, mình có thể làm clip thường xuyên hơn rồi các bạn. Mình sẽ làm nhiều con diều mới hơn nha, mình sẽ kiểu mình làm nhiều con diều cho nó lạ lạ hơn chút xíu. Với lại thêm cái nữa là mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Các bạn muốn mình làm thế nào thì mình sẽ cố gắng mình làm theo nha. Đừng có khó quá nha các bạn, khó quá là mình chỉ dùng thua, làm không được đâu các bạn ơi. Rồi bây giờ cũng tối lắm rồi các bạn. Trời thì hiện tại thì hơn 6 giờ rưỡi rồi đó. Mà không hiểu sao mà cái camera trước của cái điện thoại mình nó quay sáng trưng gì luôn các bạn ơi. Chứ thực sự là 6:35 rồi các bạn, 6:35 chiều á. Rồi thôi, bây giờ mình dừng video ở đây nha các bạn. Mình còn làm clip cho các bạn xem nữa. Các bạn nhớ xem video của mình, bấm like giùm mình nha, bấm đăng ký và bấm chia sẻ giùm mình nha. Và các bạn có muốn làm gì thì cứ để lại bình luận đi, mình sẽ cố gắng mình thực hiện cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.